Gia Huy và Hoàng Anh. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả, quý thầy cô và các bạn sinh viên trong chương trình Điểm tên tháng 5 và 6. Điểm tên chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập trường của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tháng 6 thực sự là tháng rất đặc biệt đối với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Đây là tháng diễn ra một sự kiện hết sức quan trọng và ý nghĩa, đánh dấu chặng đường phát triển vượt bậc của nhà trường trong nhiều lĩnh vực, lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường. Và trong ngày 5 tháng 6 vừa qua, lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã được diễn ra trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa, là dịp để các thế hệ thầy và trò ôn lại truyền thống hào hùng về quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời mỗi cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên nỗ lực cho sự phát triển trong giai đoạn mới. Gia Huy ơi, thực sự Hoàng Anh quá là tự hào khi là sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành. May mắn khi được chứng kiến một cột mốc quan trọng của nhà trường. Giữa những ngày tháng 6 mùa hạ, ngập tràn sắc hoa, Hoàng Anh được bắt gặp hình ảnh các anh chị cựu sinh viên ai cũng háo hức trong ngày trở về mừng trường Đại học Nguyễn Tất Thành tròn 25 năm tuổi. Và cũng trong dịp này, các đối tác trong nước và quốc tế cũng như các anh chị du học sinh đang học tập khắp nơi trên thế giới, nhưng trái tim cũng hướng về ngôi trường thân yêu, gửi những lời chúc tốt đẹp đến thầy cô và các em sinh viên, thực sự khiến Hoàng Anh cảm thấy rất xúc động và tự hào. Giao Huy cũng có chung một cảm xúc với Hoàng Anh đó. Hòa chung không khí hân hoan, vui mừng trong tháng 5 và tháng 6, các khoa, viện, trung tâm, các cơ sở đã diễn ra các chuỗi hoạt động sự kiện hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề MTTU 25 năm khát vọng và phát triển. Và những hoạt động đó là gì? Ngay bây giờ hãy cùng điểm nhanh các sự kiện nổi bật trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua nhé! Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 25 năm khát vọng và phát triển. Hội thảo khoa học hành trình 25 năm khát vọng và phát triển NTTU. Hàng trăm nhà khoa học bàn về quản trị công ty và phát triển bền vững năm 2024. Cựu sinh viên, học viên mảnh ghép tạo dựng thương hiệu giáo dục của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Bà Nguyễn Mai Lan vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đảng viên Đảng ủy Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vinh dự nhận huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng. Gần 4.000 tân khoa nhà NTTU cập bến thành công, sẵn sàng chinh phục hành trình mới. Chương trình đào tạo vật lý y khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Khoa y NTTU trao áo blue cho sinh viên, trao sứ mệnh cao cả cho những bác sĩ tương lai. Hai dự án khởi nghiệp của NTTU đạt giải quán quân và á quân cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Big Idea năm 2024. Ngày 5 tháng 6 năm 2024, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, 5 tháng 6 năm 1999, 5 tháng 6 năm 2024. 25 năm trôi qua là 25 năm vượt khó để phát triển. Tập thể sư phạm Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đoàn kết, nỗ lực đưa trường vươn lên thành một đơn vị giáo dục uy tín, được nhiều thế hệ người học tin tưởng. Dự chương trình, về phía lãnh đạo đảng, nhà nước có sự hiện diện của đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch quỹ học bổng Vương A Dính, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ khoa học Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan ngoại giao tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Enrico Badula, tổng lãnh sự quán Ý tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Fornisi Balmisay, tổng lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Chan Sorikan, tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có sự hiện diện của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn, Hội đồng trường, Ban giám hiệu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các khoa viện, phòng ban, trung tâm.
Ngoài ra, lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn nhận được sự tham dự của lãnh đạo các cơ sở ban ngành từ trung ương đến địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao, các cơ quan thông tấn báo chí, lãnh đạo đại diện các đơn vị bệnh viện, nhạc viện, doanh nghiệp, các công ty đối tác, các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ôn lại chặng đường 25 năm qua, Tiến sĩ Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đạt được những thành tựu quan trọng, quy mô phát triển nhanh, chương trình đào tạo được cải cách toàn diện theo tiêu chuẩn giáo dục đại học tiên tiến. Đội ngũ cán bộ được tập hợp đông đảo và không ngừng nâng cao trình độ, năng lực. Cơ sở vật chất được mở rộng, các sản phẩm khoa học của trường đã đạt được chuyển giao cho các đối tác để phục vụ cho xã hội. Đến nay, trường đã hoàn thiện kế hoạch chiến lược và phát triển hướng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Nội dung chương trình và hoạt động đào tạo đã được đối sánh với các chuẩn mực giáo dục của AUN. Hoạt động khoa học công nghệ đi vào chiều sâu, theo hướng đẩy mạnh công bố quốc tế, xác lập mô hình quản trị đại học theo định hướng, đổi mới sáng tạo phù hợp và bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Trong khuôn khổ của chương trình, nhà trường đã chiếu thước phim tri ân người sáng lập ra Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường. Lật lại những trang sử phát triển của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mới thấy, dấu ấn lãnh đạo của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng được thể hiện đậm nét trên từng chặng đường phát triển. Đi lên từ con số 0, bằng sự cống hiến hết mình cả về sức lực và trí lực, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã góp phần tạo ra một Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với nhiều thành tích vượt trội và ngày càng định vị được thương hiệu của mình trên hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế. Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập không chỉ là dịp để Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ôn lại truyền thống hào hùng trong quá trình xây dựng và phát triển, mà còn để bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên qua các thời kỳ. Nhiều người trong số đó đã đem tuổi trẻ và thanh xuân của mình cống hiến cho sự phát triển, góp phần mang lại một Trường Đại học Nguyễn Tất Thành uy tín như ngày hôm nay. Cũng trong khuôn khổ của buổi lễ kỷ niệm, nhà trường đã tổ chức tri ân cho 65 cán bộ giảng viên, nhân viên thâm niên đạt nhiều thành tựu xuất sắc trong quá trình công tác. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã gửi lời biểu dương và chúc mừng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trải qua hành trình 25 năm phát triển. Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhà trường, cùng với sự phát huy các kết quả, kinh nghiệm của 25 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ ngày càng phát triển, thực hiện thành công các mục tiêu, chiến lược của mình, có nhiều đóng góp to lớn, xuất sắc hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và xây dựng phát triển đất nước. Sáng ngày 4 tháng 6 năm 2024, tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã diễn ra hội thảo hành trình 25 năm khát vọng và phát triển NTTU và lễ công bố trao chứng nhận gắn sao UBM 3 chương trình đào tạo. Đây là chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, 5 tháng 6 năm 1999, 5 tháng 6 năm 2024. Tham dự chương trình, về phía khách mời có giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Hữu Đức, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ trưởng tổ tư vấn Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục giai đoạn 2016-2021, chủ tịch sáng lập Viện Đổi mới sáng tạo UBM. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Mai Lan, chủ tịch Hội đồng Quản trị, chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nguyễn Tất Thành đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực của tất cả các đơn vị trong toàn trường, góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong xã hội, trong nước, trong khu vực và quốc tế. Lãnh đạo trường luôn luôn ủng hộ và sẽ tiếp tục ủng hộ, đầu tư cho các mảng công tác trọng tâm. Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng khẳng định rằng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ kế thừa, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm tích lũy được, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, tạo dựng một môi trường học thuật tích cực, trải nghiệm thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, xã hội, quyết tâm đoàn kết, phát triển toàn diện, đưa nhà trường vươn lên tầm cao mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 25 năm xây dựng và phát triển. Tại hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày các tham luận liên quan tới các vấn đề như công tác đào tạo và hợp tác quốc tế, công tác nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, công tác quan hệ doanh nghiệp và phục vụ cộng đồng, chiến lược bảo đảm chất lượng và định hướng phát triển NTTU giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2045, tiến sĩ Trần Ái Cầm, hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Vừa qua, hàng trăm nhà khoa học đã cùng nhau thảo luận về quản trị công ty và phát triển bền vững tại Hội thảo Khoa học Quản trị Công ty và Phát triển Bền vững 2024, 7 International Conference on Digital Innovation do Trường Đại học Quỹ Tất Thành phối hợp cùng Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia tổ chức. Tham dự hội thảo, về phía khách mời quốc tế có giáo sư Rajkumar Rajagopal, hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia MUST, giáo sư Kenneth Richard, trường Đại học Chính sách Công và Môi trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ, giáo sư Bajoy Pandey, trưởng khoa IPS MUST, giáo sư Karis Khalil, trưởng khoa vận tải và Logistics MUST, giáo sư phó giáo sư Harwinder Singh, trưởng khoa kinh doanh MUST, tiến sĩ Thagan Turai, giám đốc văn phòng tư vấn toàn cầu MUST, cùng sự có mặt của các cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng viên cao cấp Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia, Đại học Rotterdam, Hà Lan, Viện Giao thông Vận tải Hàn Quốc, Đại học Luật và Khoa học Chính trị Tây Bắc Trung Quốc, Đại học Kinh doanh Glossy, Ấn Độ, Học viện Multimis Nigra, Viện Giáo dục Liên lục địa Ghana, Trường Đại học Khoa học và Quản lý Ấn Độ, Trường Đại học Kinh doanh SISAT Ấn Độ, tham dự trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo là diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách chia sẻ các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, các giải pháp liên quan đến quản trị công ty và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, giới thiệu các công trình nghiên cứu khảo sát và các ứng dụng mới của quản trị công ty, các phương pháp luận sáng tạo và độc đáo trong nghiên cứu quản trị công ty và các lĩnh vực liên quan đến mở rộng hiểu biết, từ đó thúc đẩy sự đổi mới trong phương pháp quản trị công ty và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra, hội thảo còn tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, công bố nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng công bố quốc tế của giảng viên và là nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học đối với các ngành, các lĩnh vực khác. Sáng 5 tháng 5, tại cơ sở chính quận 4, hơn 100 cựu sinh viên, học viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, các khóa đã cùng tề tựu ôn lại kỷ niệm dưới mái trường Đại học Mai Tân Bác thời thanh niên. Hội nghị cựu người học trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 là hoạt động kết nối các cựu sinh viên nhằm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp và đời sống xã hội, đồng thời hỗ trợ trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả các hoạt động đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động này còn mang một ý nghĩa lớn là cầu nối hợp tác giữa nhà trường với các cựu sinh viên và doanh nghiệp trong việc tạo nên môi trường thực tập, làm việc, lao động, tuyển dụng đối với sinh viên sau tốt nghiệp tại trường và định hướng ngành nghề cho các em học sinh trung học phổ thông. Từ năm 2019, nhà trường đã thành lập Ban Liên lạc Hội cựu sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành để tham gia điều hành hoạt động của tổ chức Hội cựu sinh viên. Tính đến thời điểm hiện tại, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có 19 câu lạc bộ cựu sinh viên trực thuộc các khoa, viện toàn trường. Trong định hướng phát triển trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tiến sĩ Trần Ái Cầm, hiệu trưởng nhà trường khẳng định, việc kết nối giữa cựu người học và nhà trường là công tác vô cùng quan trọng và cấp thiết. Sự thành công của mỗi cựu sinh viên, học viên đã nói lên những giá trị mà trường Đại học Nguyễn Tất Thành mang đến cho người học và xã hội. Đó là niềm tự hào của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tiến sĩ Cầm nhấn mạnh. Hòa trong không khí mừng 25 năm thành lập trường Đại học Nguyễn Tất Thành, năm tháng 6 năm 1999, năm tháng 6 năm 2024. Vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, Ban chủ nhiệm khoa dược đã long trọng tổ chức chương trình họp mặt cựu sinh viên lần 3 với chủ đề Về mái nhà xưa, hội ngộ giao lưu cùng phát triển, tạo cơ hội cho các cựu sinh viên được gặp gỡ, cùng ôn lại những kỷ niệm về trường lớp, về thầy cô giáo cũ và chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn, buồn vui sau khi tốt nghiệp ra trường. Phát biểu tại chương trình, tiến sĩ Võ Thị Ngọc Mỹ, phó trưởng khoa dược đã gửi đến các cựu sinh viên những cảm xúc chân tình. Theo cô Mỹ, thương hiệu của khoa dược nói riêng và trường Đại học Nguyễn Tất Thành nói chung ngày càng được xã hội và đông đảo người học ghi nhận, đã phần nào chứng tỏ được sự thành đạt của các thế hệ người học. Thành quả mà khoa và trường có được như ngày hôm nay, ngoài sự cống hiến của tập thể sư phạm, còn có sự đóng góp công sức của toàn thể các cựu sinh viên và sinh viên đang theo học tại trường. Sự thành công của các cựu sinh viên khẳng định về chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao uy tín thương hiệu của nhà trường. Chiều ngày 4 tháng 6, tại cơ sở quận 4, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã vinh dự đón nhận giấy chứng nhận kiểm định 10 chương trình đào tạo theo thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
đồng thời nhận chứng nhận gắn sao đối với 3 chương trình đào tạo theo UBM. Trong 10 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định lần này, có 4 chương trình đào tạo lần đầu kiểm định là truyền thông đa phương tiện, vật lý y khoa, du lịch, marketing. 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUNQA là công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng và quản trị kinh doanh tiếp tục thực hiện kiểm định chu kỳ 2 theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3 chương trình đào tạo công nghệ kỹ thuật điện tử, dược học, quản trị khách sạn thực hiện kiểm định chu kỳ 2 theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng chương trình đào tạo vật lý y khoa của trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong 3 cơ sở giáo dục trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, đồng thời là chương trình đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định theo thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định theo thông tư 04 và gắn sao UBM đúng dịp trường Đại học Nguyễn Tất Thành kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường Đại học Nguyễn Tất Thành, 5 tháng 6 năm 1999, 5 tháng 6 năm 2024. Đây chính là những nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, giảng viên, người lao động và người học của nhà trường trong suốt 1/4 thế kỷ đồng hành cùng hệ thống giáo dục Việt Nam. Tại Liên hoan năm nay, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia gian hàng trưng bày các sản phẩm từ ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên các khoa viện và các start-up do Trung tâm Ươm tạo, thu hút nhiều sự quan tâm của các vị lãnh đạo và các bạn học sinh, sinh viên đến tham quan. Sau một ngày triển lãm, hội đồng đánh giá đã chọn ra 6 dự án của ATTU xuất sắc đạt giải, trong đó có sản phẩm ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý gốc rơm rạ lúa mạ trên đồng ruộng hướng đến phát triển bền vững của nhóm tác giả đến từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Sinh học Nông nghiệp Tiên tiến, kỹ sư Trần Vũ Hoài An, kỹ sư Trần Tuấn Kiệt, kỹ sư Phan Văn Hoài Luân, kỹ sư Đặng Thị Ngọc Mai và kỹ sư Nguyễn Minh Duy đã nhận được huy chương vàng cùng với 5 dự án đạt huy chương đồng. Dự án ứng dụng OLD vào nền nông nghiệp tuần hoàn, dự án viên hà thủ ô mật ong rừng, dự án giấy dầu gió trái cây, dự án bộ sản phẩm sữa chua trái cây sấy thăng hoa Yogi và dự án Fashion ứng dụng mạng xã hội định vị và dịch vụ trực tuyến. Trong không khí chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại học Nguyễn Tất Thành với nhiều hoạt động sôi nổi đang diễn ra, sáng ngày 30 tháng 5, 2024, Viện Khoa học Xã hội Liên ngành phối hợp cùng Phòng Khoa học Công nghệ và Đoàn Thanh niên tổ chức ngày hội sinh viên với STEM theo chủ đề Kết nối, đam mê, sáng tạo cho toàn thể sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Phát biểu khai mạc tại ngày hội, Tiến sĩ Nguyễn Lan Phương, trưởng ban tổ chức chia sẻ, STEM đóng vai trò quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc và có tầm quan trọng cao trong giáo dục đại học. STEM cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên môn để chuẩn bị cho ngành nghề tương lai, phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề thông qua việc áp dụng kiến thức vào thực tế. Cũng trong khuôn khổ ngày hội STEM, cuộc thi mô hình STEM sáng tạo đã diễn ra sôi nổi và hào hứng giữa các sinh viên các khoa. Khép lại ngày hội, ban tổ chức đã trao giải nhất cho các bạn sinh viên khoa kỹ thuật công nghệ với sản phẩm STEM, mô hình động cơ xăng sử dụng máy cắt cỏ và điều khiển bằng điện thoại thông minh, giải nhì cho mô hình áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục pháp luật của các bạn sinh viên khoa luật, và giải ba cho các mô hình ứng dụng phát triển xâm nhập và gửi cảnh báo về Telegram, mức cam chống say sóng tàu thủy và dự án mô hình STEAM bánh banana cotta đến từ các bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin, khoa quản trị kinh doanh và khoa tài chính kế toán. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, sáng 17 tháng 5 2024, tại cơ sở quận 4, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia, Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh với môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Tham dự chương trình, về phía khách mời có Thượng tá Thái Hoàng Nam, chuyên viên cao cấp vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thượng tá Tôn Thất Sang, Phó trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Phó chính ủy trưởng quân sự Quân khu 7, Trung tá Huỳnh Phương Hùng, Phó chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự quận 4, cùng sự hiện diện của đại diện lãnh đạo đảng ủy khối của các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh. Các trường đại học được giao tự chủ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, các trường quân sự, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh và tác giả các bài tham luận của các trường đại học, các trường quân sự, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh và các viện nghiên cứu.
Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khẳng định, đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào từng bài giảng môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của thế hệ đi trước đối với thế hệ trẻ để những chủ nhân tương lai của đất nước có điều kiện nghiên cứu tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học quốc gia, không gian văn hóa Hồ Chí Minh với môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới nhằm thực hiện kết luận tại hội thảo ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh sinh viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Năm nay, hội thảo nhận được hơn 40 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung tâm huấn luyện, viện nghiên cứu trên khắp cả nước. Sáng ngày 8 tháng 5, Đảng ủy Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức thành công chương trình hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp chuyên đề di chúc của Bác, một tấm gương lao động ngôn từ. Chương trình nhằm mục đích đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ, làm cho mỗi cán bộ đảng viên, người lao động, đoàn viên, sinh viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường, hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ nhà trường, góp phần xây dựng và phát triển thành phố và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Mở đầu chương trình, Trung tá Tiến sĩ giảng viên chính Lê Hoàng Việt Lâm đã triển khai chuyên đề năm 2024 kết hợp với chuyên đề Di chúc của Bác, một tấm gương lao động ngôn từ và cung cấp thêm những thông tin mới nhất về thời sự trong nước. Thông qua việc tìm hiểu và học tập Bác Hồ trong thực hiện bản di chúc, mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đã học tập được cách rèn luyện, cách nói, cách viết là thể hiện sâu sắc tấm gương yêu mến ngôn ngữ dân tộc, là góp phần làm cho tiếng Việt ngày càng trong sáng, ngày càng được quý trọng, ngày càng được rộng khắp như lòng mong muốn của Bác Hồ. Tiếp theo chương trình, đại diện Đảng ủy Trường Đại học Nguyễn Tất Thành bà Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã gửi lời cảm ơn đến đồng chí báo cáo viên, Trung tá, Tiến sĩ giảng viên chính Lê Hoàng Việt Lâm cùng toàn thể các đồng chí đã đến tham dự, đóng góp quan trọng để hội nghị thành công. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị lan tỏa, sâu rộng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực nhận thức của các cấp ủy chi bộ đối với công tác tuyên truyền và phẩm chất của đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ. Bà Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương, trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021-2024. Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, sáng ngày 15 tháng 5 năm 2024, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 kết luận Trung ương của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021-2024. Tại chương trình, bà Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021-2024. Đây là sự ghi nhận cho những thành quả, sự nỗ lực của bà Nguyễn Mai Lan trong mọi hoạt động công tác suốt 3 năm qua. Phần thưởng này là sự khích lệ, động viên to lớn, không chỉ đối với bản thân tôi mà còn là của cả tập thể Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Lấy lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp, làm kim chỉ nam giúp đảng ủy tập thể nhà trường tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ trong thời gian tới, bà Nguyễn Mai Lan xúc động chia sẻ. Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, sáng 17 tháng 5, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đợt này có 7 đồng chí đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng, riêng Đảng ủy Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vinh dự có 2 đảng viên gồm đồng chí Trần Công Tài nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và đồng chí Nguyễn Kim Quỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Việc nhận huy hiệu đảng là niềm tự hào không chỉ riêng với các cá nhân đảng viên và gia đình, mà đây còn là vinh dự của toàn đảng bộ trường Đại học Nguyễn Tất Thành vì đã có những đảng viên ưu tú về ý chí phấn đấu, về tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, là những tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ đảng viên, quần chúng noi theo và tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, tất cả vì sự nghiệp cách mạng của đảng. Sáng ngày 10 tháng 6, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác MOU với 6 doanh nghiệp, đồng thời tổ chức talk show giao lưu doanh nhân và lễ phát động cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2024 với chủ đề Thách thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững do NTTU phối hợp cùng Nhà văn hóa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam và câu lạc bộ doanh nghiệp NTTU tổ chức cùng diễn ra trong khuôn khổ chương trình. Tại lễ phát động cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2024, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Hồng, Phó hiệu trưởng cho biết, bằng niềm đam mê và lòng kiên trì với khởi nghiệp, các dự án được ươm tạo từ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của nhà trường. Tham gia các cuộc thi khởi nghiệp các cấp đã đạt được nhiều giải thưởng. Bên cạnh đó, để kịp thời chúc mừng các đội thi đã đạt thành tích xuất sắc, Ban giám hiệu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã quyết định khen thưởng cho các thầy cô, giảng viên hướng dẫn đội thi và các dự án tham gia các cuộc thi. Trong khuôn khổ của chương trình lễ phát động cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp NTTU năm 2024 cũng đã diễn ra nghi thức kick-off đầy quan trọng. Được biết, đây là một cuộc thi được NTTU tổ chức hàng năm nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, qua đó thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong cuộc sống cũng như trong học tập, nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và sinh viên các trường đại học cao đẳng trên cả nước. Một hoạt động thu hút sự quan tâm của sinh viên đó chính là lễ ký kết hợp tác phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với câu lạc bộ doanh nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Việc ký kết hợp tác này mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đưa giảng đường đến với cơ quan truyền thông là mô hình hợp tác đào tạo ngành truyền thông được Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xây dựng bằng đề án hợp tác với báo Tuổi Trẻ. Tiến sĩ Trần Ái Cầm, hiệu trưởng nhà trường và nhà báo Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đã ký kết hợp đồng thực thi giai đoạn thử nghiệm đề án này vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2024. Việc đưa sinh viên khoa truyền thông sáng tạo đến với báo Tuổi Trẻ học một số học phần do cơ quan truyền thông này trực tiếp giảng dạy là một hướng đi mới trong đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và đây cũng là mô hình đào tạo ngành truyền thông đầu tiên có ở nước ta. Theo đó, sinh viên được học trong quá trình sản xuất sản phẩm phát sóng và đăng tải của báo thông qua việc giảng dạy của những người làm báo chí truyền thông có tay nghề vững vàng, giàu kinh nghiệm, đạt tiêu chuẩn mà ban lãnh đạo báo tuyển chọn. Đặc biệt, sinh viên được truyền dạy tư duy truyền thông, điều vốn rất khó khăn có được nếu chỉ học ở giảng đường, cũng như cách tiếp cận với truyền thông số, một lĩnh vực mà cơ sở đào tạo truyền thông còn chưa đủ mạnh. Tại báo này, sinh viên cũng được khai thác các thiết bị kỹ thuật truyền thông hiện đại tại phim trường, tòa soạn hội tụ, trung tâm truyền thông số, trung tâm tổ chức sự kiện, v.v. Những không gian đào tạo đa dạng và thực tế của báo Tuổi Trẻ sẽ giúp sinh viên học tập thú vị và có thể nhìn thấy ngay sản phẩm của mình. Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh VTV9 vừa diễn ra chiều 5 tháng 6 tại VTV9. Tiến sĩ Trần Ái Cầm, hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tiến sĩ Nguyễn Lan Phương, phó hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhà báo Từ Lương, giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Ngô Trường Sơn, phó giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã dự lễ ký. Trong khuôn khổ nội dung hợp tác, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh VTV9 sẽ phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hỗ trợ sinh viên trường đến thực tập tốt nghiệp hàng năm với số lượng theo năng lực tiếp nhận của đơn vị. Trong thời gian thực tập, VTV9 cũng sẽ cử người phụ trách đào tạo theo các kỹ năng sản xuất cũng như sử dụng thiết bị. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh VTV9 đồng thời cũng sẽ phối hợp tổ chức cho sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đến tham quan học tập thực tế, học nhập môn tham gia các sự kiện của đài. Bên cạnh đó, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ cử giảng viên chuyên gia có kinh nghiệm tham gia các khóa tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ báo chí, những xu hướng truyền thông mới cũng như cách thức tổ chức truyền thông và kỹ thuật sản xuất mới dành cho phóng viên, biên tập viên của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh VTV9. Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2024, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và tập đoàn Nongbu Sanchon CNC Hàn Quốc nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, phối hợp đào tạo ISO cá nhân.
Tại buổi làm việc, hai đơn vị cũng đã trao đổi và đề xuất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chương trình hợp tác giữa nhà trường và tập đoàn như đào tạo chứng chỉ ISO cá nhân, liên kết đào tạo và lĩnh vực khoa học công nghệ. Ông Kim Ka-wan, Chủ tịch tập đoàn, cảm ơn lãnh đạo nhà trường đã mời tập đoàn đến thăm và làm việc cùng trường. Tập đoàn Nongbu Sanchon CNG là tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc về nuôi trồng và chế biến đông trùng hạ thảo, thủy sản, gia cầm để thực hiện dự án trang trại nông nghiệp thông minh công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đã phối hợp với Hiệp hội NFSWA chuyên đào tạo và cung cấp chứng chỉ ISO quốc tế cá nhân 17024 với 107 ngành nghề khác nhau. Tập đoàn cũng là đầu mối liên kết hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học ở Hàn Quốc và các trường đại học thuộc khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Nhằm đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên, phục vụ và đáp ứng nhu cầu xã hội, trong hai ngày 13 và 17 tháng 5 năm 2024, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tổ chức chương trình Ngày hội tuyển dụng tháng 5 năm 2024. Ngày hội tuyển dụng là một trong những hoạt động thường niên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhằm tạo cầu nối giúp sinh viên có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành đào tạo, và cũng là dịp để nhà trường triển khai các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp một cách bền vững, gắn kết hơn. Đồng thời, thông qua chương trình, nhà trường nắm bắt kịp thời tiêu chí tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, ngành nghề mà doanh nghiệp đang cần, từ đó đào tạo lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Đặc biệt, ngày hội tuyển dụng đợt này kết hợp trao tặng học bổng Hyundai Ngọc An dành cho sinh viên khoa kỹ thuật công nghệ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với tổng số tiền lên đến 30 triệu đồng. Những phần học bổng quý giá là động lực giúp các em sinh viên theo đuổi đến cùng ước mơ, trở thành người có ích cho gia đình, quê hương, đất nước, xứng đáng với những tình yêu, kỳ vọng mà Hyundai Ngọc An nói riêng và các nhà tài trợ, các mạnh thường quân nói chung đã tin tưởng và gửi gắm. Tham gia chương trình, ngoài việc có cơ hội tìm được việc làm thông qua việc phỏng vấn trực tiếp, sinh viên còn được nhiều quà tặng hấp dẫn đến từ ban tổ chức và nhà tuyển dụng. Đây là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm chú ý của các bạn sinh viên đến với ngày hội tuyển dụng. Ngày 14 tháng 5 năm 2024, tại cơ sở Pajama Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong trường đại học, viện nghiên cứu, thu hút sự tham gia đông đảo của toàn thể cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên. Nội dung tập huấn gồm 5 phần: khái quát về đối tượng sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong trường đại học, viện nghiên cứu, quyền sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ và kết quả nghiên cứu, quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học, một số điểm mới trong luật sở hữu trí tuệ năm 2022. Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho rằng quyền sở hữu trí tuệ là công cụ để thu lại lợi nhuận từ kết quả nghiên cứu khoa học, đồng thời quyền sở hữu trí tuệ luôn đóng vai trò chủ chốt, đảm bảo cho việc chuyển giao công nghệ thành công. Do đó, các trường đại học và viện nghiên cứu hiện đang rất quan tâm đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, cơ chế quản lý của các trường ngoài công lập tại Việt Nam, trong đó có Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, hiện có nhiều lợi nhuận hơn so với trường công lập, chủ động tạo ra quyền sở hữu trí tuệ trong trường đại học, góp phần khẳng định vị thế và uy tín. Bên cạnh đó, quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ hiệu quả giúp trường đại học có thể phát triển bền vững. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp NIIC tham dự Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Quốc gia năm 2024 diễn ra tại Hà Nội. Cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ Quốc hội, các bộ, ngành, trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, chủ đề của diễn đàn năm nay là xây dựng chiến lược nền tảng phát triển đại học định hướng đổi mới sáng tạo. Trong khuôn khổ diễn đàn, Thạc sĩ Huỳnh Hồng Mai, đại diện Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp, nhận giấy chứng nhận thành viên mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đại học và cao đẳng Việt Nam VNEI. NIIC là thành viên của VNEI trong nhiều năm qua và đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái khởi nghiệp đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Cũng trong chuyến công tác tại Hà Nội, đoàn đại biểu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham dự buổi talk show với chủ đề Innovation Now or Die Later cùng với chuyên gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo đến từ IGEL, diễn giả Itai Green tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Thông qua buổi talk show, NIIC đã học tập được thêm những kiến thức hay, bổ ích từ diễn giả, cụ thể là tầm quan trọng của việc đổi mới sáng tạo trong thời đại công nghệ đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Trong 2 ngày 23-24 tháng 5 năm 2024,
Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp NIIC phối hợp cùng đoàn trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Startup Tour kết hợp tham gia sự kiện tuần lễ chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Mekong Delta 2024 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tại sự kiện tuần lễ chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Mekong Delta 2024, Trung tâm NIIC có 3 gian hàng trưng bày các sản phẩm từ ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các startup do NIIC ươm tạo, đạt nhiều giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp và sản phẩm nghiên cứu khoa học. Cũng tại sự kiện, Trung tâm NIIC đã đồng hành, tư vấn về tổ chức một số hội thảo của tỉnh Hậu Giang và giới thiệu 7 diễn giả chuyên nghiệp từ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia. Sau quá trình nỗ lực học tập và trưởng thành, gần 4.000 tân cử nhân, tân kỹ sư, tân kiến trúc sư và tân dược sĩ trường Đại học Nguyễn Tất Thành rạng rỡ khoác lên mình bộ áo tân khoa tham gia lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024, được tổ chức trong 4 ngày 11, 12, 25 và 26 tháng 5 năm 2024. Sự kiện là một cột mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành, phát triển bản thân của các tân khoa, để lại nhiều dấu ấn và kỷ niệm đẹp trong lòng gia đình, thầy cô và bạn bè. Đồng hành chung vui cùng các tân cử nhân, tân kỹ sư, tân dược sĩ tại buổi lễ là tiến sĩ Trần Ái Cầm, hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tiến sĩ Nguyễn Lan Phương, phó hiệu trưởng cùng lãnh đạo các khoa viện, quý thầy cô, quý phụ huynh, gia đình và bạn bè của các tân khoa cũng đã đến chung vui trong ngày lễ quan trọng này. Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Trần Ái Cầm, hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh đã luôn đồng hành cùng nhà trường, tạo điều kiện và động viên các em nỗ lực, phấn đấu để đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Đồng thời, cô cũng gửi lời chúc mừng tới các tân khoa và gửi gắm kỳ vọng. Thành công không phải là sản phẩm của sự tình cờ, mà nó là sản phẩm của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Các em luôn nhớ rằng, tấm bằng tốt nghiệp chỉ là khởi đầu, sự thành công thực sự đòi hỏi sự kiên trì và học hỏi liên tục không ngừng. Chúc các em luôn vững bước trên đường đời, nhà trường sẽ luôn sẵn sàng chào đón các em quay lại thăm trường, chia sẻ kinh nghiệm cho các thế hệ sinh viên cũng như tham gia học tập ở một bậc học cao hơn tại trường. Sáng ngày 6 tháng 6, tại cơ sở quận 12, khoa Y trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã long trọng tổ chức lễ trao áo blue cho sinh viên khóa 2023. Nghi lễ trao áo blue trắng đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động. Buổi lễ đánh dấu một cột mốc khởi đầu quan trọng của các bạn sinh viên trên hành trình trở thành một người thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên. Tham dự chương trình, ban cố vấn khoa Y về phía khách mời, lãnh đạo các bệnh viện và viện nghiên cứu có Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, tiến sĩ bác sĩ Lê Cao Phương Duy, Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Vũ, trưởng khoa đào tạo Bệnh viện Chợ Rẫy, tiến sĩ bác sĩ Trần Thanh Tùng, trưởng khoa huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy, tiến sĩ bác sĩ Đào Bùi Quý Quyền, trưởng khoa nội thận Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Hữu Đức, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Thống Nhất, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Chi, trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Phương Nam, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện 1A. Khai mạc buổi lễ, tiến sĩ Trần Văn Ái, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã gửi lời chúc mừng đến thầy trò khoa Y, đồng thời nhắn nhủ đến sinh viên. Ngành Y là một ngành rất đặc biệt, mỗi giây phút quyết định điều trị cho bệnh nhân đều rất quan trọng vì ảnh hưởng đến sinh mạng của một con người. Chiếc áo blue trắng tượng trưng cho tấm lòng trong sáng và cao cả của những người làm nghề chữa bệnh cứu người. Khoác trên mình chiếc áo blue trắng, mỗi sinh viên đã khoác trên mình trách nhiệm và vinh dự của người thầy thuốc. Thầy hy vọng các em, những thiên thần áo trắng trong tương lai, mong rằng các em sẽ cố gắng học tập để trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, y đức, cùng trái tim nhân hậu, giàu tình cảm và sẵn sàng cống hiến để cứu người, giúp đời. Giữa vai trò đồng hành cùng sinh viên trên hành trình học tập sắp tới, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Kim Nhung, trưởng khoa Y cũng gửi gắm: con đường học nghề y nói riêng và nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe nói chung vô cùng chông gai nhưng cũng rất vinh dự. Khi khoác lên mình những chiếc áo trắng này, các em đã là đại diện của hệ thống y tế. Mỗi lời nói và hành động của bản thân cần thực hiện chính xác và thận trọng trong những chuẩn mực của ngành. Nhà trường và thầy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ, sát cánh cùng các em trong suốt quãng đời sinh viên tại khoa Y trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Vừa qua, 17 tháng 5,
đường đua cuối cùng tại vòng chung kết cuộc thi kỹ thuật phần mềm của khoa công nghệ thông tin trường đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức đã chính thức diễn ra. Theo đó, ngôi vị quán quân đã thuộc về đội Zenith với đề tài thiết kế và xây dựng website tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Tại vòng chung kết, các đội sẽ thuyết trình ý tưởng dự án và demo sản phẩm của đội trước ban giám khảo với các nội dung liên quan đến phần mềm, trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu, đồng thời lắng nghe những câu hỏi phản biện, góp ý xác đáng, thực tiễn. Các thí sinh đã có phần thể hiện xuất sắc, cho thấy nền tảng chuyên môn vững vàng và sự am hiểu công nghệ. Trải qua những giờ phút tranh tài đầy hấp dẫn, cuộc thi đã chính thức xác định chủ nhân của các giải thưởng. Cuộc thi kỹ thuật phần mềm thuộc khoa công nghệ thông tin đã khép lại với nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm thú vị cho NTTUer, là sân chơi sáng tạo, hấp dẫn cho đoàn viên thanh niên, sinh viên của khoa và thúc đẩy ứng dụng, phát triển các thành tựu khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ mới của ngành công nghệ thông tin. Tại vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Big ID năm 2024, các dự án đến từ trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã xuất sắc đạt được giải quán quân, á quân và giải đội thi được yêu thích nhất. Big ID năm 2024 là cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp thường niên dành cho sinh viên do câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp Dynamic UEF trực thuộc Đoàn Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại cuộc thi, hai đội thi sinh viên đến từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Sinh học Nông nghiệp Tiên tiến và Kho Quản trị Kinh doanh đã xuất sắc vượt qua 100 đội thi đến từ 32 trường đại học, cao đẳng trong cả nước để giành được hai giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Giải quán quân dự án GCC phân bón từ vỏ trái cây và bột sò do Thạc sĩ Trần Thành và Thạc sĩ Trần Hoàng Cẩm Tú hướng dẫn. Giải á quân dự án Medilia, sản phẩm gia tăng hiệu suất nuôi trồng thủy sản từ lá bàn do Thạc sĩ Trần Thành và Thạc sĩ Vũ Nhật Phương hướng dẫn. Đây cũng là dự án đạt giải đội thi được yêu thích nhất. Ngày 3 tháng 5 năm 2024, sinh viên khoa tài chính kế toán trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có cơ hội tham gia hoạt động tham quan trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa tại Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam, phòng giao dịch Thủ Thiêm. Tại đây, sinh viên được tham gia và trải nghiệm một môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Shinhan Bank, được hướng dẫn và hỗ trợ bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính ngân hàng về các quy trình, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng. Điều này giúp sinh viên có cơ hội áp dụng những kiến thức lý thuyết đã được học trong giảng đường vào thực tế, từ đó nắm bắt sâu về cách thức hoạt động của một doanh nghiệp. Sau thời gian giao lưu, trò chuyện cùng đại diện ban lãnh đạo và cán bộ các phòng nghiệp vụ của Shinhan Bank, sinh viên tài chính kế toán đã được giải đáp rất nhiều thắc mắc và có thêm động lực để nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của bản thân. Bên cạnh đó, Shinhan Bank cũng giới thiệu về cơ hội nghề nghiệp tại Shinhan Bank cho sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau khi tốt nghiệp ra trường. Ngày 17 tháng 5 năm 2024 vừa qua, 17 sinh viên khoa tài chính kế toán trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tự tin trình bày bài báo cáo nghiên cứu theo yêu cầu trong khuôn khổ của các hoạt động của dự án COIL dưới sự hướng dẫn của các giảng viên của khoa cùng 30 sinh viên quốc tế đến từ Đại học Sorrento Vergata Ý và Đại học Mons Bỉ. Đây là chương trình học tập quốc tế trực tuyến, hợp tác học tập quốc tế trực tuyến giải quyết ngân hàng tại EU, trường hợp của Banco Popular. Dự án COIL lựa chọn các sinh viên đã đăng ký ngẫu nhiên vào các nhóm làm việc và mỗi nhóm sẽ bao gồm các sinh viên đến từ các trường đại học Sorrento Vergata, Đại học Mons và trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Các nhóm sẽ làm việc trên kênh Teams dành riêng cho dự án và sẽ có 2 tuần để hoàn thành công việc. Công việc được thực hiện bằng tiếng Anh với sự tương tác giữa sinh viên của 3 trường đại học liên quan và các sản phẩm của nhóm được 3 giảng viên tham gia dự án đánh giá. Khoa Truyền thông Sáng tạo tổ chức workshop online từ Đại học Harvard. Diễn giả của workshop này là tiến sĩ truyền thông Phạm Hải Trung, hiện đang làm postdoc tại Đại học Harvard. Hàng loạt vấn đề rất mới của truyền thông, vừa là xu hướng mới, vừa là một trong những kết quả nghiên cứu của diễn giả đã được trình bày một cách tường minh và thuyết phục. Đặc biệt, tiến sĩ Phạm Hải Trung cũng đã gợi ý cho khoa tham khảo chương trình đào tạo truyền thông của Cornell University với khuynh hướng giữ nhiều học phần kinh điển, trong khi chương trình của đại học khác có các phần về số chiếm phần lớn. Nhiều giảng viên của khoa đã đặt những câu hỏi thú vị và chia sẻ cùng diễn giả. Chiều 6 tháng 5, tại sân bóng đá Tiến Trường, phường An Phú Đông, quận 12, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ bế mạc Hội thao sinh viên năm 2024, thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên nhà trường.
hội thao là một trong những hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại học Nguyễn Tất Thành, 5 tháng 6 năm 1999, 5 tháng 6 năm 2024. Hội thao là cơ hội để sinh viên được giao lưu, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong thi đấu để mang về thành tích tốt nhất. Thông qua tổ chức hội thao, nhà trường có thể tuyển chọn các tập thể cá nhân xuất sắc tham gia thi đấu các giải đấu sinh viên thành phố toàn quốc để đóng góp sự phát triển thể thao của nhà trường. Cuộc thi được tổ chức với 5 bộ môn thi đấu gồm bóng đá, cầu lông, cờ vua, cờ tướng và kéo co. Chưa đầy một tháng tổ chức, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tìm ra chủ nhân của những giải thưởng danh giá. Nhà trường đã trao hơn 50 giải thưởng đến các cá nhân và tập thể thi đấu đạt thành tích xuất sắc. Hàng năm, trường Đại học Nguyễn Tất Thành thường xuyên có những kế hoạch tổ chức hội thao cho các vận động viên là sinh viên trong toàn trường tham gia thi đấu. Đây là cơ hội tuyệt vời cho sinh viên thể hiện tài năng, sự cống hiến và tinh thần chiến đấu, đồng thời tạo ra những kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ trong suốt quá trình thời gian học tập tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hội thao sinh viên NTTU năm 2024 khép lại hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ, nhiều kỷ lục mới được thiết lập trong mùa hội thao những năm tiếp theo. Và các thông tin lễ bế mạc hội thao sinh viên NTTU 2024 đã khép lại điểm tin tháng 5 và giữa tháng 6 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, là một sinh viên đang theo học tại ngành kỹ thuật xét nghiệm y học trường Đại học Nguyễn Tất Thành, em xin gửi đến trường lời chúc chân thành và lời tri ân sâu sắc nhất. Xin gửi lời chúc đến nhà trường sẽ ngày càng phát triển, là ngôi trường đại học đổi mới sáng tạo uy tín, mang lại giá trị cho các thế hệ sinh viên trong tương lai. Và nhân dịp đặc biệt này, em xin gửi lời chúc đến các thầy cô, các cán bộ công nhân viên, nhà trường luôn mạnh khỏe, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Chúc các bạn học sinh sinh viên tu dưỡng, rèn luyện tốt, học tập tiến bộ và tiếp tục phấn đấu, trưởng thành và thành công. Và trong tháng 6 này, đang tiếp tục diễn ra những sự kiện quan trọng của nhà trường. Và để biết thêm những thông tin mới nhất về các hoạt động và sự kiện nổi bật trong tháng 6, các bạn hãy thường xuyên cập nhật các tin tức trên fanpage của trường mình nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình.